Này Dũng của Đất đang chơi trên Cà Rông Ba. Vừa rồi đã bắt được một em. Con này thì vừa hột sáng chứ, nhưng mà nó rất là lần lòng. Mới đây là nghe gù cả hai ba sạc nữa là mình đi bọc qua đỡ quay, nhưng mà trên này nó rất là khó quay. Nên là vừa tái gần là còn một sạc nữa là đại nhị rồi. Khu vực chỗ này rất là ngon nha anh em. Con này bà đây bắt con này nữa là con từ năm. Đồng. Rồi, chào anh em ha. Nhìn thấy nhìn thơ không? Cảnh trên này rất là đẹp. Chào anh em nha, anh gọi cái nào.